Em xin kính chào các bạn. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học về các lệnh DIM trong phần mềm AutoCAD 2015. Để tiến hành DIM, các bạn sẽ vào Annotate và chúng ta sẽ vào hộp thoại Dimension. Các bạn có thể lựa chọn cái kiểu DIM mà các bạn có sẵn. Ví dụ như trong bài học hôm trước, chúng ta đã tạo ra cái kiểu DIM Cat DIM 11 này, thì các bạn sẽ lựa chọn nó để vẽ. Các bạn thấy vậy, chúng ta sẽ có rất là nhiều kiểu DIM ở đây. DIM đường thẳng, DIM góc, DIM cung tròn, đường tròn. Đấy. Khi các bạn vào đây, các bạn lưu ý các bạn mình cái này này. Thì đó là lệnh tắt. Thì cái lệnh tắt của các kiểu DIM này các bạn sẽ kết hợp giữa chữ D của Dimension, chữ D và hai chữ cái đầu của lệnh. Như đây có DLI này, DAL này, hay DAN, đấy chưa? Đấy, thì đấy là vấn đề lệnh tắt. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn DIM về đường thẳng. Các bạn chọn chế độ DIM Linear. Đấy, hoặc là gõ lệnh DLI Enter. Sau đấy các bạn sẽ kích vào điểm đầu tiên của đường thẳng, kích vào điểm thứ hai, sau đấy kéo ra như thế này và kích chuột. Đấy, chúng ta đã tạo ra được một cái đường DIM như thế này. Các bạn có thể có cách và tiến hành DIM tiếp theo. Đấy, như thế này chẳng hạn. Có thể cái lúc kéo ra các bạn có thể gióng như thế này. Đấy. Được chưa? Đấy. Thì đấy là DIM đường thẳng. Tiếp theo có một cái loại đường thẳng là ví dụ các đường thẳng nó nghiêng như thế này chẳng hạn. Thì cái lệnh DIM Linear nó chỉ cho phép các bạn DIM các đường thẳng theo cái hình chiếu ngang và dọc mà thôi. Còn những cái đường thẳng nghiêng này nếu sử dụng DIM Linear nhé, mình chọn này, điểm đầu tiên, điểm thứ hai, kéo ra, như bạn thấy không, thì nó sẽ DIM theo hình chiếu. Đấy. Thì để DIM độ dài của cái đường thẳng này chúng ta sẽ loại lệnh DIM AL, DIM Align, lệnh tắt DAL, Enter. Mình cũng chọn điểm đầu tiên, chọn điểm thứ hai, kéo ra. Đấy chưa, rất là đơn giản. Tiếp theo chúng ta sẽ có các lệnh DIM về góc, như đây DIM AN, DAN. Đấy. Bạn chọn lệnh, kích vào cạnh đầu tiên của góc, kích vào cạnh thứ hai, kéo ra. Đấy. Thì đấy là DIM góc. Đấy. Tiếp theo là DIM cung tròn. Đấy, các bạn chọn cho mình lệnh DIM arc length và các bạn lệnh tắt là DAR. Các bạn kích vào cung tròn, kéo ra như này. Đấy. Đấy, rất là đơn giản. Thì cái này thì liên quan đến cái việc ký hiệu thì mình đã nói trong bài học DIM style rồi. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ có lệnh là DIM radius, tức là DIM bán kính. Đấy, các bạn thể kích vào cái bán kính này của một cung tròn hoặc là một đường tròn, ví dụ đây chẳng hạn. Đấy, kéo ra như này, đặt nó vào vị trí các bạn mong muốn. Đấy, hoặc này, mình chọn lại này, DIM radius này, DRA này, kích vào cung tròn, kéo ra như này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy. Hoặc chúng ta có DIM diameter, tức là DIM đường kính này, kích vào cái cung tròn này, đặt nó đến vị trí này. Đấy. Thì đấy là DIM đường kính và DIM bán kính. Tiếp theo chúng ta có công cụ DIM Yoke. Đấy, thì chúng ta cái này thì mình đã nói trong bài học trước. Đấy, các bạn phải kích vào điểm đầu tiên, kích vào điểm thứ hai này, kéo ra kéo vào như này. Đấy, hoặc này các bạn, mình làm lại nhé, DIM dốc này, kích vào điểm này, kích điểm đầu tiên này. Đấy, kích điểm thứ hai này, kéo ra kéo vào này. Đấy, thì cái DIM dốc này nó có tác dụng là giúp các bạn là đôi khi chúng ta có những cái cung tròn mà cái tâm của cái cung tròn đấy nó nằm ngoài phạm vi bản vẽ. Nếu các bạn sử dụng các lệnh DIM mà nó đi từ cục tâm thì chúng ta không thể DIM được. Đấy, ví dụ nó nằm ngoài này chúng ta làm sao DIM được ạ? Thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh DIM dốc này để DIM. Chúng ta sẽ giấu tâm đi. Đấy, mình sẽ làm lại này, DIM này, dốc này, kích vào cung tròn này, kích vào điểm đầu tiên này, bắt đầu này, điểm thứ hai này, kéo ra kéo vào này. Đấy, thấy không ạ? Đấy. Và cái thông số góc này thì mình đã nói trong bài học về DIM style rồi. Đấy. Ngoài ra mình có một lưu ý với các bạn, đó là trong CAD khi chúng ta tiến hành DIM thì nó sẽ làm tròn. Ví dụ đây mình vẽ một đường tròn có cái bán kính là 65 à 50 nhé, 50,6 chẳng hạn nhé, Enter. Bây giờ mình sẽ tiến hành DIM này, đường bán kính này, kích này. Các bạn thấy này, bán kính nó nhận là 51 mà rõ ràng chúng ta là gõ 50,6. Tức là phần mềm AutoCAD nó sẽ làm tròn theo cái đơn khung khẩu độ là 0,5. Đấy, dung size 0,5 cho các bạn. Đấy, 50,6 nó sẽ nhận là 51.
Còn ví dụ như chúng ta đi đường kính này, bạn thấy không? Thì đây nó lại nhận là 101 này, tức là 50,6 mình nhân cho 2 là thành được 101,2, thì nó sẽ nhận là 101. Đấy, thì đấy là tính chất gần đúng của DIM trong AutoCAD. Đấy, thì các bạn có thể hoàn toàn thiết lập được cái tính chất của nó bằng cái thông số là precision, thông số này. Đấy, ví dụ đây nhé, mình cho nó lên sau số phẩy một số không này, thì ok. Close, mình tiến hành DIM này. Đấy, thì nó sẽ nhận chính xác cho chúng ta. Đấy, thì đấy là tính chất gần đúng của CAD. Đấy. Thì đấy là những cái hướng dẫn cơ bản để các bạn có thể tiến hành DIM trong AutoCAD. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.